Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, tại nhà lưu niệm Bắc Hồ thuộc phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống Khát vọng cống hiến, Lệ sống thanh niên và khánh thành bản đồ số địa chỉ đỏ nhà lưu niệm Bắc Hồ. Trước tượng đài anh linh của Bác, Tuổi trẻ Thủ đô, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa kính dâng lên Bác những đóa hoa tươi thắm để bày tỏ niềm kính yêu, trân trọng, nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 58 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2024, kết nạp 37 đoàn viên mới là học sinh trường Trung học cơ sở Đống Đa, Hà Nội. Thay mặt cho lớp đoàn viên mới, em Nguyễn Vũ Lan, lớp 9A11 đọc lời tuyên thệ. Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức khánh thành công trình bản đồ số địa chỉ đỏ tại điểm di tích nhà lưu niệm Bắc Hồ, nơi Bác đã từng tới thăm và làm việc với cán bộ và nhân dân phường Kim Liên năm xưa. Công trình bản đồ số địa chỉ đỏ sẽ là những tư liệu quý giá, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho từng đoàn viên thanh niên nhân dân thủ đô, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô, đất nước. Cũng nhân dịp này, trong không khí đón xuân Giáp Thìn, Ban Thường vụ quận đoàn Đống Đa đã chỉ đạo đoàn phường Kim Liên triển khai công trình vườn cây thanh niên, trồng cây lưu niệm tại nhà lưu niệm Bắc Hồ. Đây là công trình phần việc thanh niên thiết thực chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.